Rồi lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ cũng như máy cưa xích của cửa hàng Thành Hợp bên em nha anh chị. Đó, thì như thường lệ hôm nay em nhanh lên cho mình luôn máy cắt cỏ, thì trong đó em có kèm hai cây cưa xích cho anh chị nha. Giá tầm 1,8 triệu 9 thôi về máy cưa xích. Còn cắt cỏ thì tầm 1,1 triệu 250 trở lên nha anh chị. Nói chung là máy cuối năm này nó cũng rẻ và đẹp để vừa túi tiền cho anh chị sử dụng máy nha. Còn anh chị muốn biết chất lượng như thế nào và cái giá trị sản phẩm như thế nào thì anh chị coi cái clip, những cái clip của em nha anh chị, có những cái phản hồi tích cực của khách đó. Khách phản hồi là khách đó đã, những vị khách đó là họ đã sử dụng máy rồi, họ cho bình luận ở dưới cái YouTube đó anh chị ha. Anh chị vô đó anh chị coi đăng, anh chị tin tưởng và anh chị chốt đơn bên cửa hàng em nha. Cửa hàng em có địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cái địa chỉ là ở tại chợ Trung Hưng hay còn gọi là chợ Ngã Tư, ở kế Bách Hóa Xanh luôn anh chị, gần khu vực mình đến. Chỗ nhà cửa hàng em mình xem máy giao lưu được thì anh chị mua tiếp ủng hộ em cái máy, em cảm ơn anh chị trước ha. Thì hôm nay có lên cho mình lô máy cắt cỏ cũng sơ sơ 13 máy kèm cưa xích nha anh chị. Là hôm nay em có lên hệ máy lớn là Kawasaki, máy này 33 nha anh chị, 36 ly. Còn bên đây là Green Kirit 31 ga bóp zin luôn á, một cây Mitsubishi TL26 chạy chế hai kim ha. Đó, còn bên đây là một cây Magu vàng quá trời đẹp, này là hàng Nhật quên xài anh chị ha. Rồi Makita 264 35 ly, Maruyama ga bóp zin tôm gọi luôn 23. Rồi phía trên thì hôm nay lâu lâu có lên được cho mình cây Mitsu TL20 nha anh chị. Hệ này lên bao nhiêu là khách chốt bao nhiêu, rất là chuộng, thị trường rất là thích những dòng máy nhỏ gọn như này mà chị ổn định. Rồi Kyogit 23 ga bóp zin, Echo 240 ga bóp zin, Tanaka tôm nhôm nha anh chị, chạy ngon lành cành đào, giá cả mềm mại, trợ lực gọn gàng mà giá con 1,1 triệu à. Rồi về hai cái cưa thì bên em có cây tay cục nè, cưa Tanaka ha, rất đẹp nha, đủ thứ đồ chơi luôn anh chị ơi. Rồi về cưa tay dài thì có hiệu là Makita màu cam, khá đẹp đó. Anh chị thấy em nhanh lên lô máy đều không? Rất là đều, giá nào cũng có, cỡ nào cũng có. Mà để xem được cái kênh của em thường xuyên thì anh chị nhớ bấm nút thích hay nút like. Khách mới thì mình nhắn vô đăng ký kênh để mình tương tác tốt với kênh em. Khi em nhanh like xong nó sẽ hiện lên trang của anh chị là cửa hàng em nhanh, cửa hàng Thành Hợp đăng like. Anh chị vô anh chị coi, anh chị có thời gian thì coi, không có thời gian chị bấm cái nút thích anh chị đi ra cũng được đó. Để mình mới em like rồi nó không mắc tương tác cho anh chị, kiếm cửa hàng em mua nó dễ nè. Còn cái quan trọng nữa, anh chị không có thời gian nữa, anh chị muốn mua một cây máy trong clip này, anh chị clip ngay cái clip của em, anh chị tua cái cây mà mình cần coi. Ví dụ hôm nay em nhanh like là lô M thì anh chị chốt từ M1, M2, M3 tới M11, M12, M13, thích M5. Clip ngay cây M5, tua lại mình coi tới coi lui. Tại vì mỗi cây máy là bên em nhanh có test nổ nè, có báo nồng bao nhiêu nè, công suất bao nhiêu, máy nhỏ, máy lớn và đặc biệt cái giá cả. Đó. Anh chị coi anh chị nó dễ nha. Rồi. À, có nhiều khách quá trời tin tưởng luôn đó nhanh ơi, em thấy cây máy nào ngon đó, em gửi cho anh đi đó. Nhưng mà ý em là muốn cho khách xem máy qua trên mạng xã hội hoặc là xem trên Zalo để anh chị khi nhận hàng cũng biết màu sắc nhìn thế nào, rồi nó đẹp sao, giá cả sao, đến khi nhận hàng mình không có bỡ ngỡ ha. Cái quan trọng là chỗ đó. Rồi em nhanh nói hình thức bán hàng nha anh chị. Bên em là nhận ship hàng tới nhà cho mình trên mọi miền của đất nước Việt Nam, từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc, và hàng tới nơi anh chị được kiểm tra hàng, đổ xăng pha nhớt vô mình test nổ máy chạy ngon lành, đúng máy đúng hàng, không bị vỡ, anh chị hả nhận hàng ha. Rồi hả trả tiền cho shipper giao hàng đó. Quá trình mà mình nhận hàng nó có vấn đề gì thì anh chị điện cho em, đừng có âm thầm bơm hàng con gặp em nha đó. Ví dụ như em bị lỗi kỹ thuật thì bên em sẽ cảm ơn anh chị rất là nhiều, anh chị có góp ý thì bên em sẽ khắc phục. Rồi và những cái máy này em nhanh sẽ bao ship và kèm phụ kiện đầy đủ luôn, anh chị chỉ chuẩn bị xăng và nhớt để thử máy thôi. Và cái quan trọng nữa là để tạo sự tin tưởng, em nhanh không có lấy cọc của anh chị chú bác 1.000 nào hết, mặc dù cái máy rất là to đó, mà em nhanh lấy cái lòng tin của khách hàng thì em nhanh sẽ không có lấy cọc ha, bán bằng cái uy tín nha anh chị. Khách hàng trao niềm tin, em nhanh trao cho mình chất lượng máy uy tín đặt đầu. Anh chị sử dụng máy có vấn đề gì anh chị cứ điện lại bên em đi, bên em hỗ trợ cho đó.
Tại vì một cái máy nó cũng mắc tiền lắm, mà nông dân của mình thì họ thật thà nè, họ sử dụng máy họ không biết, người ta mới hỏi. Mà mình có nhiệm vụ là mình phải hỗ trợ cho khách. Nhiều khi mua ở đây mà đem lại gần thợ địa phương, người ta đâu có hỗ trợ anh chị, cho nên mình phải hỗ trợ tới đâu thì tới, đừng cho khách của em họ còn sử dụng xong họ còn gán mà họ cửa hàng nó phục vụ em họ còn dám mà giới thiệu dùm mình nữa, phải không anh chị ha? Cho nên là mua hàng của em, anh chị cứ an tâm nhắn này đó. Rồi số điện thoại để chốt đơn nè, 0913136620. Số này có Zalo nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp, và anh chị điện số này em cũng hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy khi mà nó hư hỏng hóc ha. Rồi một cái máy khi mà cho đi thì em nha sẽ kèm những phụ kiện như sau. Đưa ra giùm chị. Rồi một cái sợi dây đeo nè, trên máy không có là em sẽ cho chắn cỏ mới ha, nếu có những thì chắn cỏ theo máy thì thôi nha anh chị. Kèm hai cái dao phát, một cái dây cước và một cái đĩa dài và một cái tiếp mở bu ghi đầu dao với một cái lục giác 4 là 6 món nha anh chị ha. Hai cái dao này á, cái dao dài này thì anh chị phát cỏ dày cỏ to ha, còn cỏ nhỏ cỏ mỏng thì mình phát dây, một gần đá gần nhánh cây thì phát dây nó an toàn hơn nha anh chị. Ngoài ra thì em nhanh có bán thêm nè, những cái món phụ tùng này á là anh chị mua chung với máy thì em nhanh bao ship, còn anh chị mua lẻ thì anh chị chịu phí vận chuyển giùm em ha. Em nhanh có bán lẻ nữa nha. Đây cái này là gọi là trà gông nha anh chị, cái bản lớn là 120, cái bản nhỏ là 100. Anh chị lấy trà gông lớn hay trà gông nhỏ thì anh chị nhắn tin em nhanh gửi. Cái này thì anh chị ứng dụng cho phát cỏ cũng được luôn nha. Cái này thì tôi hút bơm nước bằng inox anh chị, đầu ra là ống 27, 150 ngàn ha. Đó, anh chị mua về mình tưới nước thì nó tiết kiệm thời gian và tiết kiệm cái sức khỏe cho mình lắm luôn á. Gom cỏ nha anh chị, cắt cỏ cho trâu cho bò ăn, 100 ngàn cái. Cái mẫu này thì em đổi là cái mẫu này nó gọn nhẹ ha, và làm nó đạt năng suất á. Cuối cùng thì nhớt, hai thì nhớt này thì em sử dụng ở cửa hàng và sẵn em nhanh bán luôn. Bình này 100 ngàn lít nhớt nha anh chị. Một lít nhớt như thế này anh chị có thể sử dụng từ 20 đến 20 mấy lít xăng. Đó tùy theo sử dụng cưa hay cắt cỏ ha. Ví dụ như anh chị pha tỷ lệ xăng với nhớt, đối với máy cắt cỏ thì một lít xăng anh chị pha từ 40 đến 50 cc nhớt. Còn máy cưa xích thì mình pha sẽ nhiều hơn, là 60 hoặc 70 cc nhớt cho một lít xăng ha. Và để đo đúng cái mức mà em nhanh chỉ cho anh chị thì anh chị lượng theo cái bình nhỏ bên đây nha anh chị, là anh chị lượng 20 40 60 80 100. Anh chị cứ lượng như thế này để cho máy mình nó chạy chuẩn, nó mát máy, nó bôi trơn bít tông, đồng thời nó sẽ hơi ra khói đen ha, nó ra khói hiện tượng bình thường, anh chị không có hư hao gì đâu đó. Rồi bây giờ anh chị nào mua máy cũng mua nhớt theo thì mình mua đăng mình thử đăng mình sử dụng cho nó dễ ha. Rồi test máy nha anh chị, anh chị xem cây nào hợp nhãn cái mình chốt đơn ủng hộ em ha. Còn không thì anh chị ủng hộ bằng giúp em một cái like cũng được nha. Rồi đây, rồi giật luôn, lấy hai cái miếng giấy lót luôn. Hãy là xe căng trước, là thợ mới anh chị ơi, hơi lậm cộng nha. Mà ông này này chính là thợ luôn, thợ thanh có vấn đề cho nên về trọng lượng 4,4 kg ha. Cái lam kìa, ủa lộn, cái thước đo đi, đo chiều dài lam đó, lam dài 3 tấc 9 nha anh chị. Rồi em mới thấy cái bàn lăn qua đây cho chị. Rồi để cái cưa lên, cưa Makita MDE335 Made in West Germany. À, anh chị thấy ốc làm đó nè, rất là đẹp.
Cái này nó chạy xích 91 anh chị ha. Lam còn chữ Makita luôn. Ở bên Nhật ánh xịu, sải xịu xịu luôn nè. Đó, ấm nè, đẹp chưa? Đây. Tắt nè, mở nè. Đó. Đóng e nè. Mở e nè. Đó, công tắc là màu cam, cái e là màu đen nha anh chị. Quá đẹp, nắp nhớt lam. Nắp xăng pha nhớt nè. Đó, anh chị thấy rồi đó. Đây mẫu mã nè. Anh chị xem clip của em nhanh, anh chị cứ an tâm. Trong clip anh chị thấy máy sao thì ở ngoài nhà hàng y như vậy ha. Mã này chốt cho em nhanh, M1 37 ly, 1,8 triệu nha. Em quên tôi xích là em sẽ cho kèm 4 món là một cái bao lam, một tiếp mở bugi, một cây dũa bằng tay và một cái lục giác 4. Ủa? Một cái giúp chỉnh xăng nha anh chị, lục giác 4 là không có cho. Rồi em kế tiếp là mã máy Tanaka. Bốn kg rưỡi đã có xăng và nhớt ha. Đưa là tay cục tam giờ bốn tắt cái xích lên cái xích sao cái xích của cái cơ rồi sao nó ngậu nó bị sập nó bị sập chừng nó bị xích này nó hơi dư anh chị, lấy chừng nào cho đi em sẽ tăng đưa lại cho nó thẳng thớm ha. Làm cái chữ Tanaka. Cái này để cao xíu cho nên con ốc tăng đưa dây xích dây sơn nó nằm trên lam luôn anh chị ha. Nhẫn xích nhẫn còn nè. Bên này, cái này nó có khóa xích luôn. Đó, anh chị nào thấy thích mẫu cơ khóa xích thì lụm cây này nha anh chị. Tôi chạy nhanh nó khỏe ha. Bình xăng đó, bình xăng con nó nằm phía sau luôn. E tự động đó nè anh chị, đóng e nè. Giật máy nổ không nổ giờ cũng bóp còi giùm em là nó sẽ nhảy mở e ha. Bản Tanaka. Xăng pha nhớt là cái nắp màu cam. Nhớt lam là cái nắp màu đen. Cái tay cầm có lò xo chống vuông vuông chị, sướng quá, công tắc nè anh chị. Bấm xuống chữ O là tắt ha. Cái đường gặp là mở nha anh chị. Thêm thuốc còn đầy đủ luôn. Mã này chốt giùm em nhanh, 1,9 triệu nha. M2 37 ly, 1,9 triệu. Bao ship kèm phụ kiện cho mình. Rồi để này qua đó. Rồi cái đó là Robin 020G. Mấy anh chị thấy không, máy nhỏ mà chạy bốc. Để lên đây chị, máy nhỏ mà chạy rất là bốc nha anh chị. Giật phát là nổ à. Mà lên cái hủ luôn 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 luôn. Phiên bản này nó có trợ lực nha, kéo thẳng dây buông nhẹ về, anh trả lời nó qua tô và nó sẽ nổ nha anh chị ha. Công suất là 20cc nồng 30 ly. À, anh chị thấy cái tay máy chưa, áo máy chưa, tông sẽ tông khá đẹp ha. Mô khói nè, trắng đẹp, công tắc nè. Và đặc biệt cái phiên bản này nó chạy chế Zin One Pro e đỏ tự động nha anh chị ha. Đó, anh chị nào mà phát bỏ số lượng có tích, đó thì mình mua những cái máy này mình xài gia đình đi. Ừ, chạy ổn định lắm anh chị ơi, giá rẻ luôn. Công liền, công nhựa ha. Nga giữ nha. Ống lót là còn tem zin luôn, trắng cỏ đầu bò riêng có chén chống mòn đỏ luôn. Đó, mã này chốt cho em nhanh là M3 30 ly, 1,1 triệu, bao ship kèm phụ kiện cho mình luôn nha anh chị, đầy đủ. Rồi, kế đến là Tanaka nè. Rồi.
thợ giật có khác không? Mấy anh muốn giật cái máy mặc dù nó không trợ lực mà muốn giật nhẹ phải không? Anh mấy anh kéo từ 1 đến 2 cái cho nó qua cái gắt của nó đi. À, kéo nhẹ lên là nó nhảy nổ à. Bất cứ đề máy nào cũng vậy. Cái đó là cái mẹo trong quá trình mình giật nổ máy chị ha. Giật thợ giật trợ lực hay không trợ lực thì nó vẫn nhẹ như thường, sức giật. Rồi bây giờ anh nói về đề máy nha, cái này thương hiệu là Tanaka nha anh chị. Giải trí zin gan ngang quanh rồi. Ta bình xăng lớn rồi zin nói chung liền lại mẫu mã hết là vô khó đẹp nè. Trong này thì trong nhôm nha anh chị ha. À, thương hiệu Tanaka có cái chân chống bỡ đỡ bình xăng, gọi là Tanaka chữ A chị ha. Và đặc biệt là sử dụng ra hai chế độ nha anh chị, ga này ga dữ nè anh chị. À, ga bóp nè. Anh chị muốn xài ga bóp thì anh chị cứ để như vậy ha, còn xài ga dữ mình cột cái bát dài lại thành ga dữ nha. Và công tắc nè, bấm tắt nó nhảy về chế độ mở cho mình luôn nha anh chị. Đầu bò trắng cỏ gì đó, trắng cỏ tông sẽ tông với màu áo máy luôn. Mã này mình chốt giùm em nhanh là M4 32 ly 1.250.000. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện cho mình ha. Rồi kế đến là Echo 240 32 ly. Chị giật máy nó nổ rồi ha, thì anh chị đừng có vội mà mình bóp còi như thế này thì nó sẽ qua xăng không kịp, nó sẽ tắt nha. Anh chị cứ để cho nó chạy xíu giùm em vài giây, cái anh chị nhấp nhấp từ từ vậy nè. Đó, chừng nào nó qua xăng đi rồi anh chị cứ lên ga như vậy, ngon lành gần đầu bình thường, em bao cho mình xài. Đó, Echo 240 nồng 32 ly nha anh chị. Một Echo đề mới nổ là bô ém, nhưng mà đưa vô cỏ là phát cỏ ngon lành ha. Cái bô ém này như thế nào giảm tiếng ồn đó, chạy chứ zin ga ngang vô lớn. Cái phiên bản này máy đẹp mà chạy ổn định, ga bóp zin nha anh chị, tung liền tên nhựa 24cc 32 ly, ga bóp zin nè. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Ống lát zin trắng cỏ, đầu bò zin còn mắc nhật luôn đó. Mã này có 1.550.000 ha, anh chị chốt giùm em nhanh. M5 32 ly 1.550.000. Cái đến là tiêu gít 23cc 32 ly. Echo đời cao nữa nha anh chị, nổ giòn máy khỏe, chạy chế zin ngang ngang ha. Những cái máy này nó rất là vừa túi tiền, anh chị mà mua máy mình sử dụng gia đình rồi đó, chị mua những cái máy như thế này đây, thông số 2326G nha anh chị đó. Thông số mã số còn đầy đủ, ốc máy zin đẹp chưa, tum nhôm tum liền ha. Đó, đẹp len keng luôn ô khói nè. Những cái phiên bản như thế này đó là lúc nào đời cao nó cũng có cái áo ha, áo này bảo vệ cái tum nha anh chị ha. Ga bóp zin nè, công tắc thì anh chạy đẩy xuống thì nó tắt nha, đẩy lên thì nó mở cho mình. Trắng cỏ đầu bò zin nha anh chị đó. Mã M6 32 ly 1.550.000, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho mình luôn, nó giá rất là vừa túi tiền. Ga bóp zin để đây nè, leo để gỗ đen nè. Để sát nó đi. Rồi lẹ đi, lẹ giật máy. Mitsubishi TL20 kế tiếp.
Cái Mitsu nó nhỏ mà anh chị thấy chạy đã chưa? Rất là khỏe nha anh chị ha. Mẫu mã gọn nhẹ, công suất 20cc nồng 30 ly, giật nhẹ không phát nổ, dây giật trắng đẹp ha. Chạy chế zin ra ngang quanh bro. Cái này thì mấy bác đồ lớn lớn tuổi rất là thích những cái dòng máy Mitsu mà nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Mấy anh đồ mua về xài mình cảm nhận anh chị ơi, lốc dập bách in Japan xuất xứ Nhật ha. Tâm 260, tâm rồi, nhờ anh chị ha. Mẫu má gọn, mẫu mã gọn nhẹ công tắc nè, ga giữ nè, một tay cầm, đầu bò ghim. Đó, đối với cái phiên bản này thì anh chị chốt cho em nhanh em M7 30 ly 1.550.000. Đó, ví dụ như anh chị mà để một tay cầm như thế này mình sử dụng nha anh chị ha, thì mình móc cái quay đeo vô đây. Tay phải mình lên ga, nhấp nhấp công tắc tắt tại chỗ, một tay trái cầm bên đây. Mà anh chị nào nhanh nay anh xài không quen, anh muốn lên hai tay cầm, bên em sẽ đổi từ một tay cầm lên hai tay cầm miễn phí cho mình, anh chị yêu cầu giùm em ha. Rồi từ hai tay cầm anh chị muốn xuống một tay cầm, bên em cũng làm luôn cho mình được nha anh chị ha. M7 1.550.000. Rồi đến Maru 23. Maru đỏ hai sừng sở hữu ga bóp zin, cái tùm gọi nghe nữa, trời ơi mày dán hơi cái khóc gồng luôn, bao ghẻ. Maru Yanma công suất 23cc nồng 32 ly nha anh chị. Máy đẹp liền lạc, bô khói trắng xịn sò, chạy chế zin ga ngang quanh pro ha. Anh chị nhìn nè, ốc nè, trầu vô nó vàng. Zin nè anh chị ha, lốc dập nổi Made in Japan. Đó, khung mở đỡ bình xăng lớn nè. Nó đầy đủ tum rời tum nhôm 260 nha anh chị ha. Cái công tắc nằm ở đây. Rồi đặc biệt là ga bóp còi zin. Trắng cỏ đầu bò zin, còn ốc zin, trắng cỏ zin anh chị thấy đẹp chưa? Đó. Giá 1.600.000 nha anh chị ha. Anh chị chốt cho em nhanh là ký hiệu là M8 32 ly 1.600.000. Rồi. Mày dẹp tiếp nó ai Bình? Dạ. Kênh dẹp cái này với Mitsu rồi đó, dẹp tiếp liêu ơi. Đổ xăng ra. Sắp máy cho nhắn lại. Makita 264, cái phiên bản này nồng nó 35 ly nha anh chị. Tem máy, áo máy, tông xẹt tông hết, rất là đẹp. Cái này chạy nó bền lắm nha anh chị ha, bền theo năm tháng. Cái này thì những dòng máy này thì em thấy mấy cái anh mấy chú đổ ngoài Bắc chuộng, rất là chuộng thương hiệu Makita này. Chạy chế zin qua ngang le đỏ tự động nữa nè. Cái này thì 10 cây lên hết 10, le đỏ tự động hết. Bô khói đây nè, công tắc nè. Cái tâm liền bảo đỡ bình xăng, đổ xuống bảo đỡ bình xăng cho mình luôn. Makita, đó, anh chị thấy không? Đẹp chưa? Ra giữ anh chị đầu bò ghim. Rồi, 35 ly mà có 1.700.000 à. Anh chị chốt cho em nhanh, M9, 1.700.000 nha. Rồi, Maru Wan Yanma, phiên bản Nhật qua xài hàng trưng bày nữa nè. Ma
Maru. Còn tem của nhà sản xuất luôn anh chị ha. Còn tem của nhà sản xuất luôn. Nó quậy gì vậy? Đó, còn tem của nhà sản xuất luôn. Trời ơi, tem vàng xẹt tông với màu áo luôn anh chị ha. Quá đẹp. Áo máy zin nước sơn zin nha anh chị. Maru 26, ốc máy đẹp len keng ốc zin 34 ly. Công suất 26cc. Đó. Bô khối zin nè anh chị. Hàng này về cắt cỏ xong rồi mình đem mình rửa là mình đem lên mình trưng bày luôn anh chị ơi. Khoe với anh sớm chờ tôi mua hàng qua mạng mà đẹp gì nè. Len keng. Cửa hàng uy tín bán không lấy cọc chỉ chế zin gan ngang quanh mà rồi. Lắp dập nổi mắt in Japan luôn. Tranh thủ chốt cái máy này nha anh chị, không cần cái nào mà nó đẹp như cái này luôn, tôm liền tôm nhựa ha. Công tắc nè. Đó. Em quay á, nhiều khi trên clip nó có thời gian không có quay chậm được, nhưng mà tới chỗ anh chị được kiểm tra hàng xem kỹ mình đã nhận ha. Ốc cùm nè, trắng đẹp ha, không bị xét ra bóp zin. Đầu bò zin có chán chống mòn đỏ và chán chống quán cỏ luôn. Trắng cỏ nó bể nên em sẽ buộc trắng cỏ mới cho mình. Đó. Rồi em MM 2 triệu 34 ly nha, chốt em MM giá hai cũ nha anh chị. Rồi tới Mitsu tên là 26. Công suất 26cc 33 ly nha anh chị. Đó. Chạy chế 2 kim One Pro. Lốc dập nổi Made in Japan. Đó anh chị ha. Cái máy này á, là em thấy nó liền lạc, zin toàn tập mà có cái bình xăng lớn á, à, nó tối màu thôi. Thì nhìn cái máy nó cũ chứ máy này được zin cái toàn tập nha anh chị ha. Tum nhôm tum rời 260 nha anh chị, công tắc nè. Về mình có thể chế cháo mình đấu xịt thuốc đều được ha. Ra giữ đầu bò ghim. Mã này thì M1 giùm em nhanh nha, 2.4 triệu nha anh chị. 33 ly. Tới tiếp là Qdit Dream 31cc 36 ly. Qdit Dream, cái phiên bản này là nội đồng có đá nha anh chị. Nội đồng có đá, mình phát cỏ thuê, phát cỏ dày, phát số lượng nhiều tối ngày là bình thường ha. Máy chạy rất là mượt mà luôn á. Đó. Lốc dập nổi Made in Japan. Đối với những trường hợp mà mình phát tối ngày thì máy nó càng nóng chạy nó càng bốc nha anh chị. Và trước khi cho đi thì bên em cũng kiểm tra hàng rồi mới cho đi, cho nên anh chị an tâm về cái chất lượng máy nha. Nó dập lốc Made in Japan. Rồi thêm ở ngoài nó có thông số nữa là GC31 Made in Japan luôn cho mình nè. Đó. Có cái đế bằng sắt ha, bảo đỡ bình xăng luôn. Tum nhôm tum liền nha anh chị. Qdit Dream. Đó, ga bóp zin. Đẩy lên là mình mở, đẩy xuống là tắt nha anh chị ha, công tắc trên tay cầm. Nhắn cỏ đầu bò zin, đó. Mã này mình chốt cho nhanh là M12, 2.5 triệu nha anh chị. 36 ly 2.5 triệu, bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Rồi kế đến là Kawasaki TG33. Cái nữa đi luôn.
rồi đó, chiên cơm đi. Made in Japan, tông sẹp tông trắng cỏ nè anh chị không. Đây bên Nhật mấy ảnh làm gì làm em không biết nha, cho nên nó có lợn cận màu trắng cỏ nha anh chị ha, nhưng mà được cái trắng cỏ zin đó. Kawasaki bình xăng dập chữ Japan này, bình xăng zin của nó nha anh chị, bình xăng con là bình xăng zin, nó dập bình xăng rồi là bình xăng mình gọi là bình xăng với tông ga đó. 33cc 36 ly, tôm lớn bố lớn tôm rời anh chị, công tác đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở ha. Đó, có cái tôm để bằng nhựa bờ đỡ mình xăng, tôm lớn bố lớn chạy rất là khỏe nha. Gia giữ thắng cỏ đầu còn riêng má này 2,6 triệu nha anh chị, chốt giùm em nhanh là M13 nha anh chị, 2,6 triệu. Rồi em chào và hẹn gặp lại anh chị, tạm biệt.